Theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 6 tới, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa được yêu cầu khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu 10 thông tin: tên sản phẩm hàng hóa, hình ảnh sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị sản xuất kinh doanh, địa chỉ đơn vị sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là các công đoạn trong sản xuất kinh doanh, thời gian sản xuất kinh doanh, mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu số xe đi sản phẩm nếu có, thời hạn sử dụng của sản phẩm hàng hóa nếu có, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng. Các thông tin này phải được in mã gắn trên bao bì sản phẩm, được kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Ngày tháng